với chủ đề sơ kết hoạt động xúc tiến xuất khẩu 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 6 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc nhìn nhận sơ kết tình hình xúc tiến xuất khẩu 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất một số phương hướng chính trong 6 tháng cuối năm trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, mở rộng giao thương. Theo Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 370 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, tiếp đến là thị trường Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 160 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực của sản xuất và xuất khẩu khi nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất tăng khá cao. Tại hội nghị, đại diện sở công thương các tỉnh thành phố đã cập nhật tình hình xúc tiến xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 và đề xuất kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp xúc tiến thương mại trong 6 tháng cuối năm. Đại diện thương vụ Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm cũng đã có những trao đổi cập nhật thông tin về chính sách đối với hoạt động xúc tiến thương mại 6 tháng cuối năm 2024 nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong việc phát triển thị trường, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong thời gian tới.